Mời các bạn ghé thưởng thức bàn trà của nhà tôi. Đây là nhà thuốc của chúng tôi nhé. Nhà thuốc của chúng tôi thì nước cho khách uống, nước nóng, nước lạnh. Nước lạnh nhá, nước lạnh như nước đá luôn ấy. Có nước nóng luôn. Đấy, khách nào thích uống mát thì uống, khách nào thích uống ấm thì uống, và khách nào thích uống nóng thì uống. Các bạn cũng có nhiều đúng không? Nhưng mà các bạn có cái thứ này không? Tôi muốn khoe với các bạn một cái điều này. Yeah boy. Thế là hôm nay thì ngày nghỉ nên là anh em nó ở nhà hết. Tôi qua đây tôi quay cho các bạn này. Bình thường các bạn sẽ pha trà vào đây, các bạn sẽ cho trà vào đây, trà hoa đậu biếc này, trà thảo mộc này, đó. Thì các bạn sẽ chế trà vào đây cho khách hàng uống, sau đó là rót ly trà mời khách, được chưa? Những cái điều tôi muốn nói ở đây, rót nước bằng trà thì vì làm dậy làm gì cho nó loang hoang ra. Không các bạn ạ, nếu các bạn muốn nhà thuốc của mình có một cái dịch vụ backup vào, hay là các bạn muốn thể hiện cái nhà thuốc của mình được phục vụ khách hàng được tốt hơn, thì các bạn phải chăm chút từng tí một. Cái uống trà ở đây nó không chỉ là uống trà đơn giản, mà đây là chúng ta đang giao cho khách hàng. Ví dụ như là trà hoa đậu biếc đúng không? Bây giờ chúng ta mà bán trà hoa đậu biếc thì chúng ta sẽ rất là khó bán. Thì chúng ta phải làm những cái khu vực cho họ dùng thử như này, để hướng dẫn cho họ cách dùng thế này. Đấy, hướng dẫn cách pha trà. Đấy, trà hoa đậu biếc để giảm căng thẳng, tăng thị lực đúng không? Trà hương lài, trà hoa hồng thì giúp làm gì. Đấy, cách pha, được chưa? Đấy, sau đấy thì họ sẽ pha, họ uống, họ thấy ngon thì họ sẽ bảo là có bán không? Có, đây, bán đây. Đúng không? Này, như vậy. Đó là cái cách mà khi mà chúng ta vừa phục vụ này mà lại vừa bán hàng, được chưa các bạn? Đó cũng là một cái chiến lược để giúp cho chúng ta vừa gia tăng trải nghiệm của khách hàng này, vừa gia tăng được doanh thu của chúng ta. Và theo thứ hai nữa là nhà thuốc của bạn có kẹo không? Đấy, cũng có thể là chúng ta phải có kẹo cho khách hàng ăn ha. Rồi, đó là một vài cái thứ mà các bạn cũng có thể tham khảo. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.